Chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ làm cái clip về hướng dẫn các bạn lau chùi quạt trong mùa hè nóng nực như này nhá. Hiện tại thời tiết ở ngoài như là 35 36 độ C. Thì các bạn nhìn thấy cái quạt của mình cũng lâu rồi. Cũng một thời gian từ lúc mua giờ chưa rửa cho nên nó đã bám bụi này. Nó đã bám bụi như này rồi. Đấy, và các thứ cũng đã có rất nhiều bụi này như thế này. Và cái quạt của chúng ta thì nó sẽ có rất nhiều bụi ở ngoài. Thì khi cái cánh quạt thì cũng có rất nhiều bụi, bẩn lắm các bạn, như này. Thì bây giờ cánh quạt thì mình đã rửa xong. Bây giờ các bạn rửa, tí nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp lại. Chứ còn lúc tháo mình quên mất, mình không xem. Bây giờ thì các bạn sẽ rửa sạch hết các cái chi tiết mà ở ngoài đi. Còn cái thân quạt này thì chúng ta sẽ lấy cái khăn ướt để lau. Không thì tránh tình trạng là nếu mà cứ để cái này lâu ngoài là bám bụi này là các bạn quạt cả ngày cả đêm, là sáng hôm sau là mình mẩy là nổi mẩn đỏ, xong là ngứa hết rồi các bạn này, lại mất tiền ngu nhá. Bây giờ thì mình sẽ làm. Hiện tại thì mình đang không có cái gì để quay. Đấy, bây giờ mình sẽ rửa. Các bạn hết rửa hết tất cả các cái chi tiết rồi nhé. Ở đâu biển là rửa đấy, đây mình dùng bàn xả cả. Đấy. Các bạn rửa hết các chi tiết rồi đi. Đâu bụi nào rửa đấy để cho nó khô. Rửa đi, chưa rửa sạch sẽ đi. Bệnh tật ở đây chứ ở đâu. Suốt ngày ngứa người, quần áo cứ bảo ra quần áo giặt không sạch của xà phòng. Nhưng đây nguyên do chủ yếu là mùa khô của chúng ta, cái mùa nắng nóng trong nhà các bạn này. Nguồn bệnh, tất cả những cái này đều là nguồn bệnh. Các bạn đừng coi thường sức khỏe của mình nhé. Thật sự ấy, bị viêm da là những cái bệnh cực kỳ là khó chữa, và cực kỳ là rất là nhiều loại thuốc bán trên thị trường, là nhiều khi là không đến bác sĩ là cũng không biết được là mình bị bệnh gì đâu. Nhiều khi là chỉ mình ngủ một cái giường mà suốt ngày quạt cái này, suốt ngày quạt bằng cái quạt cũ, quạt có bụi bẩn này nhiều này, thì cũng bị viêm da. Nhiều khi nhầm tưởng sang bị ép này kia, đừng coi thường sức khỏe của mình. Khi nào mà vào bệnh viện ấy, xong bắt đầu là bác sĩ bảo 200 triệu 300 triệu luôn đấy các bạn, chỉ vì những cái đơn giản nhỏ nhặt thôi. Mình rửa xong hết cái mấy cái đồ này nhá. Đây cho khô đã. Còn hiện tại cái quạt của mình sẽ, đây mình sẽ quay quạt của mình nhé. Tại mình mới làm cực cho nên mình chưa đầu tư được nhiều thứ vào để xây dựng clip. Nên mình chưa có cái giá đỡ. Đấy. Mình sẽ lau. Đây các bạn dùng khăn xong rồi tẩm nước vào. Tẩm nước vào. Các bạn sẽ lau hết các phần mà dính bụi bẩn đi, bụi bẩn này, vi khuẩn, virus này, covid này. Ở đây hết rồi không? Trông quạt đơn giản
cái nó hết sạch sẽ cái này rồi. Nó sạch sẽ cái chi tiết. Đấy. Đấy. Đây bụi bẩn quá nhiều kinh khủng tưởng luôn. Dùng một thời gian. Các bạn hãy chú ý quạt nhà mình. Bây giờ các bạn xem trong clip của mình, các bạn chú ý ngay quạt của nhà mình. Nhà có con trẻ nhỏ trẻ con, các bạn phải chú ý. Da chúng ta còn da người lớn này còn có thể là chống chịu được vài cái viêm da nhỏ, nhưng mà cái trẻ con là chúng ta không thể chủ quan được. Phần thân này cũng do mình quét nhà nhiều bụi vào đấy. Lau tạm thôi, khi nào bẩn bụi rồi lại lau tiếp. Nói chung là chăm chỉ thì bù, chăm chỉ thì một tí thì bù lại bệnh tật thôi. Bù lại là mình khỏe mạnh thôi, sức khỏe mình mà chăm chỉ mà chỉ tí thôi đấy. Cho quả cho cổ. Đấy. Bây giờ thì mình đã lau xong. Hiện tại bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn này lắp lại nhé. Lắp lại từng chi tiết một. Đây là cái vỏ ngoài cánh quạt này. Cái này là vào trong đầu tiên này, các bạn nhìn này, cái nó có cái khớp. Ai cũng có thể làm được nhá. Cứ đủ 18 tuổi lên làm được nhá, học lớp 7 lớp 8 cũng làm được nhá. Cái này quá đơn giản thôi. Ai nhìn qua clip này thì chăm chỉ một tí nhá. Đấy, mình sẽ lắp. Mình do một tay cho nên mình không lắp được, bây giờ mình phải để cái này tạm ở đây. Mình sẽ để đây một tí cho mình lắp xong mình sẽ cho các bạn xem. Cặp tua cũng quay này. Cặp tua máy cũng quay. Đấy, quay cũng ô lửa. Mẹ ơi. Đây. Quay cũng ô lửa máy. Đây, mình sẽ hướng cho bạn lắp này. Có hai cái nút này. Đấy, lắp vào đây. Đây các bạn lắp này, gen có gen của nó rồi, lắp ngược chiều rất nhiều loại quạt như thế này, lắp ngược hay lắp chiều là do bạn, do cái quạt. Cái này của mình là theo chiều này. Chặt để lúc ngủ lỡ. À cha má, số tổ số cái số chén số là cái con đó đấy. Ít bị bé mới số lại ta. Đây, cái quạt này. Các bạn lắp có nó có một cái khe vừa để cái quạt vào. Đấy. Đây chốt cái quạt này. Đấy. Đấy, giờ đến lắp cái này là cái vỏ để bảo vệ.
他扔给我吃了的。吃剩碗呢？啊？他扔给我吃。Đấy, giờ nó sẽ lắp vào đất đơn giản, chúng ta hay nghĩ là đơn giản thì nó sẽ đơn giản. Em đấy, thế là xong. Đẩy hết vào chặt chặt vào. Đấy. Đấy, xong. Bây giờ là quạt của các bạn thì như mới rồi. Đấy, như mới rồi, sạch sẽ rồi. Cái này là không bị bệnh rồi. Đấy, nhá, chào các bạn nhá. Các bạn cố gắng làm sao cho gia đình mình có sức khỏe nhá.